xin chào tất cả các bạn lại là tỉnh đây và ngày hôm nay tỉnh rất vui khi có mặt trong chương trình này để có thể chia sẻ với tất cả quý vị chúng ta một chủ đề mà tỉnh nghĩ sẽ hay và thú vị đó là đam mê vâng thưa quý vị tỉnh có đọc một câu nói rất sâu sắc nói về đam mê đó là đam mê chỉ thực sự thành công khi nó tạo ra một cái giá trị nào đó mà để tạo ra một giá trị thì bắt buộc chúng ta phải hành động chỉ khi chúng ta hành động thì đam mê ấy mới có thể thực hiện và cũng chỉ ít là chúng ta cũng sống một lần vì đam mê. Và các bạn thân mến, chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có đam mê riêng của mình đúng không ạ? À? Và có người thực hiện được và cũng sẽ có người chưa thực hiện được. Và tỉnh cũng có đam mê của tỉnh là có thể tự tin đứng trước sân khấu hay là tự tin lên thuyết trình giữa các đám đông mà tỉnh trước đó thì tỉnh chưa làm được và bây giờ tỉnh tỉnh đã làm được và có thể đứng đây nói với tất cả mọi người một cách rất là tự nhiên đúng không ạ và sau đây tỉnh sẽ chia sẻ một cái con đường mà tỉnh đã và đang đi để có được tỉnh như ngày hôm nay thưa quý vị tình cờ vào một ngày đẹp trời tỉnh có nhận một cuộc điện thoại của một cô giáo thân thương gọi về hỏi thăm tỉnh cuộc sống của em dạo này thế nào rồi có ổn không và công việc của em ra sao thì tôi mới trả lời với cô rằng là cuộc sống của em dạo này cũng ổn và công việc của em thì vẫn làm công việc như xưa thì cô mới nói rằng là của em em học biết bao nhiêu tiền của bố mẹ mà sao em vẫn làm công việc đó và không phải vì tôi không muốn làm công việc hướng dẫn viên đâu tất cả quý vị mà do bản thân tôi không tự tin để có thể đứng trước tất cả mọi người để nói một câu chuyện nào đó bởi vì trước đây thưa tất cả các bạn trước đây nếu quý vị chúng ta có gặp tỉnh ở ngoài đời và giọng nói của tỉnh thì có không bao giờ có thể thu hút được người nghe cũng như là người nói bởi vì tỉnh nói ra một câu nào đó nó không thu hút được tất cả các bạn của chúng ta không có cảm xúc nó khô khăn cứng cáp và đặc biệt giọng quảng nam quý vị đã biết rồi ạ à? nó chó đặc, đặc biệt là nói cực kỳ nó là chói tai và đặc biệt nó rất là chói tay và để và tỉnh quyết định thay đổi mình và vào một ngày được trời thì tỉnh có xin nghỉ việc tại công ty này để có thể ra Đà Nẵng để theo đuổi ước mơ có thể đứng trước mọi người để có thể có một cái công việc có thể tốt hơn và cho mình nhiều cơ hội hơn Kính thưa quý vị ngày đầu tiên đi học là một chàng trai ở phía một chàng trai bẽn lẽn ở phía sau lớp không nói chuyện với bất kỳ ai cả, bởi vì tỉnh con người tỉnh trước đây chưa bao giờ mở lòng với tất cả mọi người nên sẽ không bao giờ tỉnh mở mở lòng trước bất kỳ người lạ nào cả và cũng cũng chính vì đó nó cũng cũng chính vì đó mà nó thu hẹp được con người của tỉnh làm cho con người của mình không tự tin và dạng dĩ đi và để có được như ngày hôm nay tỉnh cũng sẽ tỉnh đã cố gắng rất nhiều lên sân khấu và tập nhưng lên sân khấu và tập nhấn nhá, tập để kể cho mình một cái câu chuyện nó hay thì và rồi một thời gian sau thì Tỉnh cũng đã có thể làm được. Và Tỉnh nghĩ, Tỉnh làm được thì tất cả các bạn chúng ta cũng đều có thể làm được và hãy cho mình một cái cơ hội để mình có thể thành công hơn và tạo cho mình cái sự tự tin để có thể thực hiện mọi việc bởi vì chỉ có tự tin thì chúng ta mới có thể làm những công việc mà lớn hơn chương trình đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau xin chào